Xin chào các em, trong video này anh sẽ gửi chapter số tập 10 cho các em. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chapter này chúng ta sẽ quay lại chúng ta tổng ôn. Bây giờ chapter là các em đừng có suy nghĩ là áp lực mỗi ngày. Mỗi ngày làm đi, ôn lại cái phần lý thuyết của mình. Coi mình lũng cái phần lý thuyết nào. Anh đã soạn ra sẵn một cái khung cho các em rồi. Cái khung đó là nó bao gồm tổng hợp tất cả những cái gì mà các em sẽ thi đại học, mà cái phần chapter này anh sẽ không có làm đề khó mà anh sẽ làm dễ thôi để các em nhớ lý thuyết. Cái phần khó thì mình sẽ học trong lớp, mình sẽ ôm trong lớp. Tất nhiên là anh sẽ ôn những cái bài khó, nhưng mà những cái phần đó mình sẽ bày trong lớp. Còn những cái phần chapter á, đa số là nhắc lý thuyết là nhiều. Tất nhiên là bây giờ 10 câu chapter mỗi ngày anh sẽ phân bổ đều ra. Bài câu 1 là nó thuộc về chương 1, câu 2 thuộc về chương 2, câu 3 thuộc về chương 3, câu 4 thuộc về chương 4 của giải tích. Câu 5, 6, 7, 8 thuộc về hình học lớp 12. Còn câu 8, câu 9 thuộc về cấp số cộng, cấp số nhân và xác suất. Tại vì cái đề minh họa vừa rồi á, người ta đã cho mình một cái hint, đó là chắc chắn người ta sẽ cho xác suất á. Người ta cho xác suất và cấp số, nó sẽ cộng với nhau. Cho nên bây giờ mình sẽ mỗi ngày mình ôn để mình không có bị bỡ ngỡ. Tất nhiên là lời khuyên của anh là ôn dễ thôi, tại vì theo cái phân bổ của bổ dục á, thì những cái câu đó nó không có cho khó nha, cho rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Anh sẽ gửi câu 1. Câu 1 á, thì các em coi nghiệm nào, nghiệm đơn, nghiệm này, nghiệm kép. Nghiệm đơn là nghiệm bội lẻ, còn nghiệm kép là nghiệm bội chẵn. Thì chỉ có cái nghiệm đơn, cái nghiệm bội lẻ nó mới sinh ra điểm trị thôi, cho nên đáp án của câu 1 là hóa tài. Tôi gửi nhiều hồi tôi gửi hết trơn đâu được. Câu câu số 2 á, thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ log ra hai vế, anh log ra hai vế, anh log ra hai vế, đó là gửi câu 2 nha. Câu số 3, cái công thức của tụi mình á là V khối tròn xoay là bằng pi tích phân từ A tới B của F bình phương x dx. Cái này mấy em thấy công thức là xong rồi. Cái này là công thức về thể tích, anh không có nói nhiều. Câu số 4 không gợi. Câu số 5 không gợi luôn. Ủa, đúng rồi, câu số 5 tôi không gợi đâu. Câu số 5 dễ mà. Câu số 6 mới gợi nè. Câu số 6 á, là cho hình chữ nhật này, thì các em dựng hình chữ nhật ra. SA vuông đáy đúng không? SA. Bây giờ người ta nói O là tâm của hình vuông. Người ta kia xác định góc giữa SO và mặt đáy. SO là cái đoạn ở đây đúng không? Góc giữa SO và mặt đáy là góc SOA các em, cái góc này nè. Góc này là góc phi nè. Thì làm sao mình tính tan phi? Nó là mình đi tính OA. Mình có OA rồi mình có thể tính được tan phi. Tan bằng đối chi kề. Để xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, chúng ta cần nguyên tắc ông mặt trời. Nguyên tắc ông mặt trời thì tất nhiên nếu em nào quên á, sau mỗi ngày hãy xem lại cái lời giải chi tiết của anh. Đây là cái video gợi ý nha. Mình sẽ còn cái lời giải chi tiết nữa. Còn cái lời giải chi tiết nữa các em sẽ học cái gì đó. Đó là cái câu 6. Rồi, câu số 7. Câu số 7 là một câu anh cho kiến thức nón chịu cầu. Nón chịu cầu là chương số 2 của hình học. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta có thể tính được cái thể tích V1. V1. V1 là cái khối trên, còn V2 là khối dưới đúng không? Mình sẽ dựa vào cái phương trình V1 cộng V2 bằng 30. Đúng không? Người ta cho tổng thể tích của khối đồ chơi này bằng 30. Đúng chưa? Mình sẽ có V1 là pi R1 bình nhân H1. Còn V2 là pi R2 bình nhân H2. Đó. Bằng gì? Bằng 30 đúng không? Đồng ý với anh không? Rồi bây giờ nó cho cái này, nó cho cái dữ kiện này nè. Các em chỉ cần thế nó vô. Chỉ cần thế nó vô là các em sẽ tìm được vấn đề. Chỉ cần thế nó vô là các em sẽ tìm cái chủ yếu á, cái chủ yếu là mình tìm cái đoạn màu xanh mạnh khoanh nè, cái đoạn này nè.
BG1 bên H1 đó. Nếu mà tìm được cái đó thì chắc chắn mình sẽ tìm được thể tích một cố V1. Ngồi suy nghĩ thử, ngồi suy nghĩ thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính vector OA. Làm sao đi tính vector OA? Người ta cho vector AO thì vector OA là nó ngược lại, đúng không? Vector OA là nó ngược lại. Vậy nè, cái này là 3i cộng 12g cộng 12g trừ 2k cộng 5g, thì cái này nó sẽ bằng 3 17 trừ 2. Cho nên suy ra được vector OA là cái ngược lại của vector AO, là nó bằng trừ 3 trừ 17 2, trừ 3 trừ 17 2 là câu A. Câu số 9 cho U1 và D. Cho U1 và D thì làm sao để tính được U99? Làm sao tính được U99? Đó là chúng ta sẽ có là U99 nó sẽ bằng U1 cộng cho tự nhiên cái anh giải ra câu 8 luôn mà, anh xin lỗi mấy em. Cho như anh chưa nói gì hết trơn đi. U99 bằng U1 cộng 98D. Anh nó không tập trung rồi. Rồi cái em thế thôi, cái em thế thôi. U99 mà U1 cộng 98D là tính được U99 rồi. Câu số 10. Câu số 10 này thì đợi đợi khi anh giải xong rồi anh sẽ nói nè. Bây giờ anh spoil cái là hết luôn rồi. Câu số 10 anh không nghĩ. Rồi đó là tội của sách thơ 110. Tạm biệt các em, chúc các em làm tốt nha. Bye 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 bye. Bye bye mấy baby. Cố làm tốt nha. Cấp này dễ hơn chứ không khó đâu.